đã biết tính năng chia sẻ biến động số dư VietQR của MB chưa? Với app MB Bank, bạn có thể dễ dàng chia sẻ biến động số dư mà không giới hạn số người nhận. Quét mã nhận tiền, cả shop biết liền. Hoàn toàn miễn phí trên app MB Bank.